việc không được tưởng niệm chiến tranh biên giới Việt Trung bằng nghi lễ hô khẩu hiệu căng biểu ngữ. Trong dịp kỷ niệm 40 năm chiến tranh biên giới phía Bắc diễn ra vào ngày 17 tháng 2 năm 2019 vừa qua, một số thành phần chống đối, bất mãn đã tổ chức các hoạt động tụ tập đông người gây mất trật tự công cộng để tận dụng dịp kỷ niệm cho các hoạt động tuyên truyền của họ. Khi các hoạt động này có dấu hiệu bị ngăn cản bởi cơ quan chức năng, họ đã đồng loạt tuyên truyền rằng Nhà nước Việt Nam đang ngăn cấm người dân tưởng niệm chiến tranh biên giới phía Bắc do sợ Trung Quốc. Hướng tuyên truyền này chủ yếu xoay quanh hai vụ việc là vụ nhóm Nguyễn Khắc Mai không được căng biểu ngữ khi lên thăm nghĩa trang liệt sĩ Vị Xuyên và vụ cái lưu hương dưới tượng đài ông Trần Hưng Đạo tại quận 1 thành phố Hồ Chí Minh bị di chuyển. Trong vụ việc thứ nhất, ngày 15 tháng 2, Ông Nguyễn Khắc Mai dẫn một đoàn gồm 26 người lên tháp hương, tưởng niệm ở nghĩa trang liệt sĩ Vị Xuyên, nơi chung cất nhiều liệt sĩ thi sinh trong chiến tranh biên giới Việt Trung. Đoàn của ông Mai gồm một số thành viên trung tâm nghiên cứu văn hóa Minh Triết do ông đứng đầu và một số thành viên nhóm No You như Nghiêm Việt Anh, Lê Hoàng, Đặng Bích Vượng. Khi họ chuẩn bị chít khăn, căng biểu ngữ để chụp ảnh, đăng lên mạng, ban quản lý nghĩa trang ngăn họ lại với lý do rằng phải đăng ký xin phép trước khi tụ tập càng biểu ngữ và không được làm ồn ào ở Nghĩa Trang. Trong vụ việc thứ hai, ngày 17 tháng 2, chính quyền quận 1 thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành di dời chiếc lưu hương đặt dưới chân tượng đài Trần Hương Đạo thuộc địa bàn quận. Vì tượng đài này là nơi thường xuyên diễn ra các cuộc biểu tình chống Trung Quốc hoặc các cuộc tụ tập, càng biểu ngữ, hô khẩu hiệu trong các dịp kỷ niệm chiến tranh biên giới Việt Trung những năm trước đây. Việc di dời lưu hương đúng ngày 17 tháng 2 đã bị các thành phần bất mãn đồng loạt phản đối. Họ tuyên truyền rằng quận làm vậy để ngăn cấm người dân tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh để chống ngoại xâm. Trong khi đó, Sở Văn hóa thể thao thành phố Hồ Chí Minh khẳng định rằng việc di dời lưu hương tại công trình tượng đài Trần Hưng Đạo là việc bình thường, thực hiện theo kế hoạch đã có trước đó. Cụ thể vào cuối tháng 7 năm 2018, Ủy ban nhân dân quận 1 có đăng ký văn bản xin chủ trương sửa chữa tượng đài Trần Hưng Đạo và tượng đài Thánh Giống trên địa bàn quận 1. Sau khi có ý kiến tham mưu về chuyên môn, ngày 15 tháng 1 năm 2019, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Thu đã có văn bản giao Ủy ban nhân dân quận 1 thực hiện việc tu sửa, tôn tạo công trình tượng đài Trần Hưng Đạo và tượng đài Thánh Giống. Bất chấp lời giải thích vừa nêu, trong suốt một tuần kế tiếp, Dư luận chống đối, bất mãn đã tập trung tuyên truyền về hai vụ việc vừa nêu, chủ yếu xoay quanh ba thông điệp. Thứ nhất, họ đồng loạt tuyên truyền rằng nhà nước Việt Nam sợ Trung Quốc, bán nước cho Trung Quốc nên mới ngăn cấm người dân tưởng niệm các liệt sĩ hy sinh trong chiến tranh biên giới Việt Trung. Từ đó họ viết rằng phải lật đổ chế độ để tạo tiền đề giúp giải quyết một cách dễ dàng các vấn đề lịch sử và vấn đề quan hệ với Trung Quốc. Thứ hai, một số người như Nguyễn Viện viết rằng nhà nước đang thiếu tự tin tới mức ngăn cấm người dân yêu nước theo cách mà mình không thể kiểm soát. Họ cho rằng việc này khiến nhà nước mất tính chính danh. Thứ ba, một số người như họa sĩ Đỗ Duy Ngọc và Trang Đô Thành Sài Gòn mô tả việc tu sửa, tôn tạo tượng đài Trần Hưng Đạo và tượng đài Thánh Giống như một âm mưu xóa ký ức về thành phố Sài Gòn. Thứ tư, họ đồng loạt tuyên truyền rằng Việc rời Lưu Hương khỏi tự đài ông Trần Hưng Đạo là một hành động vô đạo, xúc phạm dân tộc, bất kính với thần linh tổ tiên và rằng những cán bộ công chức liên quan đến việc chi dời này sẽ bị quả báo. Khi Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Thu qua đời hôm ngày 20 tháng 2 vì bệnh ung thư, họ viết với giọng hạ hê rằng bà Thu đã bị Đức Thánh Trần vật và chế độ cũng sắp phải trả giá, khiến thông điệp này chiếm thế chủ đạo trong những ngày tiếp theo. Trong quá trình lan truyền thông điệp này, nhiều cá nhân chống đối đã cố tình lợi dụng tâm lý mê tín dị đoan của đám đông thiếu hiểu biết. Chẳng hạn, khi một số người bạn của Bùi Quang Minh comment rằng bà Thù đã bị ung thư từ nhiều năm, đã bỏ ăn từ thời điểm trước Tết và bà không phải là người ra quyết định trong vụ việc. Minh làm như không có các comment này và tiếp tục tung tin. Ngày 21 tháng 2, câu lạc bộ Lê Hiếu Đăng viết thư ngõ yêu cầu chính quyền thành phố Hồ Chí Minh trả lại lưu hương trước thực đức thánh trần. Admin 3T của trang đô thành Sài Gòn cũng cũng nhắc đến việc sẽ kêu gọi biểu tình hôm chủ nhật ngày 24 tháng 2 để đòi lại lưu hương, nhưng một ngày trước sự kiện vẫn chưa phát lời kêu gọi. Sau khi xem xét vấn đề, chúng tôi xin đưa ra hai ý kiến như sau. Thứ nhất, theo chúng tôi được biết thì tục lệ thờ cúng của người Việt Nam không bao gồm các nghi lễ như căng biểu ngữ, hô khẩu hiệu, tạo dáng chụp ảnh và đăng lên mạng để tuyên truyền. Tượng đài ông Trần Hưng Đạo ở quận 1 thành phố Hồ Chí Minh cũng không có chức năng tưởng niệm các liệt sĩ đã hy sinh trong chiến tranh biên giới phía Bắc. Xét việc này và việc cựu chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đi thắp hương tưởng niệm trong dịp ngày 17 tháng 2 vừa rồi, chúng tôi không thấy có bằng chứng vững chắc để khẳng định rằng nhà nước đang ngăn cấm tưởng niệm hoặc bất kính với tổ tiên. Còn nếu giới dân chủ chỉ lợi dụng chuyện tưởng niệm, chuyện Trung Quốc để kêu gọi lật đổ chế độ như họ đang làm, thì theo pháp luật Việt Nam, nhà nước có quyền hành động để ngăn họ lại. Thứ hai, chúng tôi rất bất ngờ trước thái độ của giới dân chủ trong vụ thánh vật. Dù tự xưng là nhà hoạt động nhân quyền, họ đang viện dẫn và sùng bái thần quyền đến mức mê tín. Dù tự xưng là những người bất bạo động, yêu hòa bình, họ thì tỏ rõ sự độc ác, coi thường sinh mạng khi tỏ ra hạ hê trước bệnh tình của bà Nguyễn Thị Thu. Dù tự xưng là những người bảo vệ sự thật, họ đang bóp méo sự thật để gây hoang mang trong dư luận như những người bạn của Mùi Quang Minh đã chỉ ra. Mong rằng trong tương lai, các nhà dân chủ sẽ được hưởng độc lập, tự do hơn thay vì tiếp tục lệ thuộc vào các lực lượng ở bến và ở trên.